Hello tất cả các anh em, mình là anh Tuấn và chào mừng anh em đến với bản tin công nghệ NWH News. Và anh em hãy cùng mình điểm qua trong tuần vừa rồi giới công nghệ có gì hot nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chính là tình trạng khan hiếm linh kiện laptop do sự gia tăng dịch bệnh Covid rất là phức tạp tại Trung Quốc. Tin tức mới nhất từ các thành phố quan trọng đối với sản xuất máy tính ở Trung Quốc là sẽ không có bất kỳ sự cứu trợ nào. Việc lockdown đã được mở rộng và vẫn cực kỳ nghiêm ngặt. Máy tính xách tay thường được lắp ráp từ hơn 1.000 thành phần phụ và nó không chỉ là mối đe dọa đối với nguồn cung cấp PCB đang khiến chúng bị cạnh tranh hơn. Một báo cáo riêng chỉ ra rằng rất nhiều linh kiện khác cũng đang trong tình trạng rủi ro thiếu hụt. Ví dụ, IC quản lý nguồn, hệ thống dây điện và một số vật liệu làm khung gầm được báo cáo là đang khan hiếm. Ngoài những lo ngại về hoạt động của nhà máy, việc vận chuyển nguồn cung cấp cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách lockdown ở Trung Quốc. Các xe tải chở sản phẩm và công trình giữa các địa điểm sẽ phải trải qua rất nhiều quá trình sàng lọc kéo dài để đảm bảo rằng người lái xe và hàng hóa sẽ không lây lan virus. Ok, nếu như anh em không quan tâm lắm về laptop thì chắc chắn anh em sẽ quan tâm đến tiền ảo đúng không nào? Tại vì bản tin thứ hai, Intel ra mắt công nghệ Block Scale giúp chip đào coin tiết kiệm điện hơn. Do nhu cầu tính toán đối với blockchain sử dụng cơ chế Proof of Work ngày càng tăng cao một cách nhanh chóng, cho nên nó cũng sẽ tốn nhiều điện hơn. Và thế là chúng ta cần có một công nghệ mới, vừa có hiệu suất sử dụng điện tốt, vừa có tuổi thọ lâu dài để hạn chế rác thải về công nghệ. Intel có thể cung cấp Block Scale với số lượng lớn mà không làm ảnh hưởng đến nguồn cung CPU và GPU. Nhìn chung, Intel Block Scale ASIC sẽ đóng vai trò quan trọng trong công việc giúp các công ty đào Bitcoin đạt được mục tiêu về bền vững lẫn hiệu năng hash rate trong những năm tới. Intel Block Scale ASIC sẽ được vận chuyển đến tay người tiêu dùng từ quý 3 năm 2022. Và cuối cùng, một trong những điều anh em rất là quan tâm, đặc biệt là các anh em game thủ và những người dùng phổ thông, đó chính là bao giờ giá VGA sẽ giảm về mức như cũ. Trong một nghiên cứu mới được đăng trên GraphicSpeak, nhà phân tích tiến sĩ John Petty đã chia sẻ rằng một số dữ liệu về việc những chiếc card đồ họa đang trở nên ngày càng đắt đỏ hơn trong những năm qua. Bài báo cũng xem xét mức giá cao hiện tại cho các card đồ họa mới nhất của AMD và Nvidia, với dự đoán rằng giá cuối cùng cũng sẽ giảm khi các cửa hàng có hàng tồn kho dư thừa. Theo dõi giá của VGA trên eBay tiết lộ rằng giá tiếp tục giảm với mức giảm 9% trong tháng 3. Hiện nay, ở thị trường Việt Nam giá VGA cũng đang hạ nhiệt rất nhiều so với thời điểm 2 tháng trước. Anh em có thể tham khảo một số mẫu VGA Colorful đang có giá bán rất cạnh tranh trên thị trường. Ok, vậy anh em nghĩ sao về những tin tức công nghệ trong tuần qua? Hãy để lại một comment bên dưới và đừng quên ấn nút like, chia sẻ video và ấn nút đăng ký kênh NWH Media để ủng hộ Tuấn và kênh ra những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!